Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập vào kênh của Âm Thanh Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong clip của buổi tối ngày hôm nay. Cửa hàng đang phối ghép một bộ sản phẩm nghe nhạc gồm 3 thiết bị. Thiết bị thứ nhất là một cặp loa Tannoy Thunberry GR hàng mới tinh, còn nguyên thùng hộp, và cửa hàng cũng đã bóc trưng bày ra trước mắt quý vị và các bạn để test một bản nhạc để gửi tới quý khách hàng trên 63 tỉnh thành. Và ngày hôm nay cửa hàng đang phối ghép cùng với một cặp loa Tannoy Thunberry GR là một chiếc âm ly Acophase E550 cũng mới về, một chiếc đầu Acophase DP67. Vâng, tại thời điểm này thì cặp loa Tannoy Thunberry GR hàng mới tinh nó có giá dưới 120 và một chiếc âm ly Acophase E550, tất cả phụ kiện đi kèm còn đầy đủ, có giá trên 100. Và một chiếc đầu CD Acophase DP65V, 67, có giá là trên 60. Vâng, sau đây cửa hàng xin kính mời những vị khách hàng đang theo dõi kênh của Âm Thanh Hạnh cùng vào thẩm âm. Vâng, cặp loa thì quý khách hàng sẽ cảm nhận và đánh giá qua góc máy quay của cửa hàng nhé. Vân loa rất đều, cặp loa rất là đẹp luôn. Vâng, đây là một chiếc đầu CD Acophase DP67 đây. Sau đây cửa hàng xin cho lớn volume một chút để quý khách hàng hãy thưởng âm và đánh giá chất âm của bộ sản phẩm nhé. Vâng, chiếc âm ly thì được thiết kế chạy mạch GLA này. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn
gọi thương nhớ và những lúc mưa gọi thương nhớ tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.